Rắn à? Đâu? Trên tảng đá đấy. Hả? Tảng đá. Đâu? Tảng đá trên kia. Làm sao? Anh lên trước đi, Con rắn này là cái gì? Từ từ ra nào, bình tĩnh ra nào. Nay đi đằng sau nó cứ lóng lóng kiểu gì ấy nhỉ, giống như kiểu là trời lồm ấy, sắp đến cái thời tiết kiểu lồm trời đúng không nhỉ, nó oi, không khí ở mặt đất này nó bốc lên nó cảm thấy nó nóng kiểu gì cả nhà. Anh em mình đã lên rừng rồi. Hôm nay đi tranh thủ, bởi vì mấy ngày hôm nay trời mưa rất là nhiều, anh em mình sẽ đi tranh thủ để đi lấy cây ăn xoa và để tranh thủ phơi nó được tí nắng nào thì hay tính đấy. Đây là Ngọc ấy, đây này, cây này là già rồi này. Đi được một lúc mà mồm mũi miệng tranh nhau thở, có cái lỗ nào nó thở hết độ đấy. Ngọc thở mấy độ? Nhiều lắm. Lỗ gì? Lỗ chân lông, thở bằng lỗ cả, lỗ mắt, lỗ tai. À, có rất là nhiều người bị cái triệu chứng gọi là ù tai đấy, cái cảm giác giống như kiểu là mồm mũi thở là tai cũng thở theo khi mà nó bị kiệt sức thì nó gây ảnh hưởng gọi là mồm mũi tranh nhau thở. Đâu? Cái đấy là cây bò trên đá đúng không? Ôm hẳn cả đá luôn. Cái này là cây nào, cây kiểu tiểu cảnh cũng rất là đẹp nhỉ. Cây rất là xanh, lá rất là xanh, rất là đẹp luôn. Hiện nay thì anh em mình sẽ đi tìm ăn xoa để. Không. Cây sắn thuyền à? Cây sắn thuyền đấy. Cây sắn thuyền đây là lá ở trên này là lá nó hơi bé bởi vì là bị chặt nhiều. Cây đấy khác gì đấy cây sầm đấy không? Nhìn lá tương đối như nhau nhưng mà cây sắn thuyền thì là lá nó to hơn, nó đỏ màu hơn. Màu đỏ thì nó đỏ hơn. Đây chị cầm này em ơi. Cẩn thận luôn này. Cái đống kia để gọn rồi chứ hả? Ừ. Thường em thường bó ở đấy một tí này đánh dấu lãnh thổ vào nhá. Không quên. Tí quên chứ. Ngọc ơi, em vừa tắm vào một bông hoa rất đẹp, mình thấy. Ngọc. Hoa gì? Tàn một đời hoa. Tàn một đời hoa. Em đang định khoe mấy đời nụ. Tàn một đời hoa. Đấy. Anh em mình vừa đi vừa lần mò các kiểu con là điều. Đi lấy hết chỗ lọ rồi sọ cái kia. Có cây gì là lấy cây đấy. Vừa ăn xoa vừa dạ cầm. Đâu, cái gì? Hoa gì nhỉ? Ngọc vừa trắng tan thì còn đó hoa. Hoa đấy á? Dạ cầm đây. Đấy. Dạ cầm đây. Hoa đây. Đưa đây để tôi quay cho cả nhà xem. Đúng rồi, hoa dạ cầm. Tường cầm nha, hậu cầm nha. Đây, đây cả nhà này. Đây là cái hoa dạ cầm này. Đấy, cũng khá là đẹp. Nó lên kiểu chum này. Cái này thì hoa rất thơm nhá. Hoa cực kỳ thơm, giống như kiểu mùi hoa nhài. Giống như mùi hoa nhài luôn. Sao? Đúng, đúng không? Đúng rồi. Chắc chắc để đi qua cái này. Chắc chắc mũi bay. Nó ngửi thấy mùi thịt đấy. Anh thịt nhiều sao ấy?
Ừ, có khả năng là mình là thịt nhiều nhất. Ở đây là mình thịt nhiều nhất. Dạ cẩm này, nói qua với quý vị một chút. Dạ cẩm này thì tác dụng về bệnh dạ dày, hay là nhiều nơi thì gọi là cây, có rất là nhiều tên gọi. Có nơi thì gọi là cây loét mồm, loét miệng. Bởi vì trước kia người ta sử dụng bằng cái phương pháp gọi là chữa nhiệt miệng. Nhưng mà sau khi sử dụng rất lâu dài và được khám phá từ nhà thuốc đông y rồi là các thầy thuốc, thì cái cây dạ cẩm này có tác dụng rất tốt cho cái chữa dạ dày. Bông hoa rất là đẹp. Anh nhìn thêm mũi bên cạnh không? Nó đã bay này. Bay vo ve luôn. Đấy, còn cây an xoa này thì rất tốt cho các bệnh liên quan đến gan. Gan thì là có tác dụng chữa cả về ung thư gan, xơ gan, viêm gan B, thanh nhiệt giải độc, các vấn đề về gan. Thế nhưng mà cái tác dụng phụ của nó cũng có nhé cả nhà nhé. Bởi vì là cây an xoa này, tí nữa mình sẽ tìm xem là cái cây an xoa này thì sử dụng thân lá. Thế nhưng mà cái tác dụng phụ của nó là cái quả của nó. Cái quả của nó rất là nhiều lông. Có nơi thì gọi là cây tổ kén, có nơi thì gọi là cây gió lông. Thế nên là khi sử dụng anh em mình sẽ phải loại bỏ hết toàn bộ các quả ra, bởi vì các quả có rất là nhiều lông. Khi mà uống vào ấy thì nó sẽ gây cảm giác là hơi ngứa cổ. Thế nên là anh em cũng sẽ phải lưu ý. An xoa này, an xoa hoa tím nhá. Rất tốt luôn. Đây. Đằng đấy có nhiều không hả Ngọc? Ừ, đi dọc có khả năng thì chỗ này người ta cũng cắt khá là nhiều giáo nhỉ. Cắt sát xuống tận gốc nữa. Đây này, đây vẫn còn ghi dây nữa. Đấy, dạ cầm tím. Nhiều không? Cố gắng làm sao được. Ấy, cây thà, hà thủ ô này. Hà thủ ô đây là hà thủ ô trắng chứ không phải là hà thủ ô đỏ. Cây hà thủ ô đỏ thì mới có tác dụng rất là nhiều về dược tính. Đây này. Đây cũng là cây hà thủ ô nhưng mà màu trắng cả nhà. Sữa này, bẻ cái ấy ra sữa nó như là cái gì nhỉ? Sữa mẹ. Nó có nhiều lắm. Ví thì gì, ví rất nhiều. Đi. Đi xuống dọc xuống kia thôi. Em sẽ xin thông dẫn đường. Tí thấy rắn chạy mất ủng. Chạy mất ủng. Chạy mất ủng. Nhiều lúc đi rừng người thì sợ rắn thì chạy mất ủng, người thì thấy ong thì gọi là chạy mất dép. Ông Ngọc hôm nay nó lại đeo dạ ở giày rồi, đi rừng thì mẫu đơn đấy. Ừ, kia có cây ăn xoa đẹp chưa? Kia bên tay trái. Đấy. Bên trái quay. Anh. Đây, đây cầm. Thì đây to chưa? Ấy ủi. Đi rừng thì trượt chân mới vướng dây liên tục. Đấy. Quá đẹp luôn. Đấy, để ngay đằng sau ấy tí. Khu vực mớ. Đấy. Cây này nó không có quả nhỉ, để nói với quý vị khán giả biết được cái quả nó như thế nào. Quả nó thì không khác gì mà là một cái tổ hộ kén luôn. Thế em tìm quả. Nhưng mà nó chưa, bây giờ mùa này đang ra hoa. Nếu mà có quả thì chắc là phải đến tầm tháng nữa thì nó mới có quả. An xoa này là một loại thuốc cực kỳ là tốt cho gan. Cũng rất là vui, thời gian vừa qua cũng khá là nhiều, rất là nhiều người đã tin tưởng và ủng hộ anh em mình. Đang đi khai thác những cây như thế này. Bởi vì tác dụng của nó rất là tốt. Uống chỉ vào trong vòng khoảng tầm một tuần là cơ thể nó đã thay đổi khá là nhiều. Về cơ chế hoạt động của nó giống như là một cái bài thuốc để
thanh nhiệt, giải độc, về gan. Đây là mùi vị của nó rất là thơm, nên là khi mà uống ấy, thì có thể là thay nước trắng hàng ngày được, thoải mái luôn. Và nhưng mà chống chỉ định như thế này, nói thêm với vị khán giả là khi mà sử dụng cây này thì phụ nữ mang thai này và trẻ em dưới 3 tuổi là không nên sử dụng cái này, không nên sử dụng cây này. Và cái thứ ba nữa là những người thôi cái cành bé này thôi em dưới kia kìa. Và những người bị huyết áp thấp là không nên sử dụng, bởi vì là thế này đấy là một cái rất là lưu ý để khi mà sử dụng cái cây này nó được hiệu quả. Bụi này cũng khá là rất là nhiều kiến quý vị. Khi mà ấy thì cũng phải lọc đi và rất là nhiều. Cái này có ấy không? Không có quả luôn. Cái này nó không có quả. Mình nhìn ở đây rất đẹp. Ủa, cái gì ấy? Cái gì ấy? Rắn à? Đâu? Cái tảng đá đấy. Hả? Tảng đá. Đâu? Tảng đá trên kia. Làm sao? Anh lên trước đi. Con rắn này là cái gì? Ôi dồi ôi, từ sao là bình tĩnh ra nào. Làm sao? Áo ui. Làm sao? Cháy. Đứng ở đây ra nào. Anh trời ơi, cái tảng đá kia bốc cháy kìa. Bốc cháy nào? Thì anh nhìn thấy không? Thấy gì đâu? Hả? Ngọc ơi, Ngọc đâu rồi nhỉ? Ngọc ơi. Xuống đây. Ông xuống đây. Em vừa nhìn đi nào. Cái tảng lá bốc khói, bốc cháy ấy. Cái gì? Ông từ nào. Chết rồi. Cái gì bà Hường sao ạ? Không, chị bà Hường mà tự nhiên là đang cắt cái cây ăn xoa ở đây, tự nhiên là nhìn bổ được tảng đá nó cháy. Có cháy đâu? Có cháy đâu? Mày chỉ nó bốc khói thì nó nhanh rút đi. Ở đâu? Cái này. Chết rồi. Này. Gặp trường hợp như nào? Có nhìn thấy cái gì đâu? Có thấy đâu? Em thấy khói ở đâu? Ở đâu? Ở cái khe to này á? Ừ, ở cái khe to ấy. Khe bên dưới cùng đấy. Phun khói ra? Phun khói ra. Anh là ngọc nọ anh. Ngọc lên kiểm tra đi em. Hường này, Hường chưa biết về cái tảng đá này rồi. Tảng đá này là cho em. Không biết là em có theo dõi anh từ đợt trước mà anh với Ngọc đi khai thác ở đây không? Về cái tảng đá này em nhìn thấy tảng đá này hình thù như thế nào? Em nhìn thấy tảng đá này hình thù như thế nào? Nó có gì khác lạ không? Bây giờ em mới định có hai con mắt này. Cái miệng. Đúng không? Nè nè cái khe dưới cùng ấy là cái miệng đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Khói nó từ cái khe miệng ra ấy. Khói ở cái khe miệng ấy. Khói ở khe miệng kìa. Đúng cái vấn đề gì nhỉ? Không. Mình có chặt cây ở gần đấy không? Chặt cây nó ảnh hưởng gì đâu. Cái tảng đá này hồi xưa là anh với Ngọc đi rừng ấy thì Ngọc được báo là có con mèo đen với lại cái ông ấy đây. Cứ đi theo em xong là dụ em lung tung. Có người rất là to. Có người rất là to. Ừ đấy, to mà đấy, không người kiểu giống như thần vị thần ấy. Mà không có đầu. Biết là sao? Là đợt đấy là nó sạt lỡ ấy. Nó là bảo là sạt lỡ bị bùi ấy. Bị vùi chết ở đây, chết ở đoạn này bị đá nó đè chết đấy. Không là bao nhiêu người còn mỗi mình ông là kiểu không đưa xác về được ấy. Ngọc hồi xưa là em có ấy, xong em phải ấy lắm ấy. Em phải mang cả đồ lên để em thắp hương, rồi là em mang cả nhà lên để em đốt đấy. Chạy chắc nhìn cái hình thù giống như cái mặt người ấy. Nhưng mà nói chung là đây cái tảng đá thì nó do là có thể là tạo hóa ấy ra thôi. Nhưng mà về cái hình thù thì đúng nãy chị thấy thực khói sự ở là khói ở đúng rồi, khoe miệng kìa. Không biết là lúc đấy anh không để ý. Anh cũng quên không bảo em. Bởi vì là mình cứ đến đây là mình đang mải giới thiệu với mọi người, đang mải nói chuyện với mọi người nên là không nói chuyện với em một cái tảng đá này. Nhưng mà làm sao nhỉ? Sao lại có khói nhỉ? Anh không để ý, không biết là lúc đấy anh quay có nhìn thấy không? Để kiểm tra, để anh tắt máy để kiểm tra xem nào. Khi mà ấy thì cũng phải
lọc về phải lọc đi vào rất là nhiều. Cái này có ấy không? Không có quả luôn. Ừ, đúng thật Ngọc ạ. Nhỉ? Ở ngay cái góc lúc đấy quay máy quay thì nó không quay được chính diện đấy, nhưng mà ở cái góc nó hơi nó ở cái khóe miệng này ấy ra đây. Nhưng mà mình không biết là, nhưng mà nó cứ mờ kiểu gì khó nhìn lắm. Để lên kiểm tra xem nào. Hay là do nãy em hay là có thiếu gì không? Không, ăn xoa có gì đâu. Anh em mình làm lễ như thế rồi coi này. Nói chung là cái này thì cũng khó, rất là khó giải thích. Bởi vì là trong cái chuyện, trong cái cuộc sống này thì có rất là nhiều điều huyền bí, cũng nhiều điều tâm linh thế lọ thế kia thế, nhưng mà mình cũng không lên kiểu, không lên kiểu là mê tín quá ấy, ông hiểu không? Ừ. Anh em cũng không lên mê tín quá, gọi là cái này là gọi là làm theo tâm, theo cái ấy cho nó thoải mái thôi. Chứ còn như thế này thì để lên kiểm tra xem. Ơ ngóc ấy, ngóc ấy. Ông có nhìn đi tí thấy nó hơi ấy không? Hơi kiểu khói khói không? Đấy, nhìn giống như kiểu ấy nhỉ? Hơi đại lên đúng không? Ừ. Đấy. Trong có gì nhỉ? Không thấy. Không thấy. Bị nóng hay không? Không. Rất là bình thường luôn mà. Anh em con đi qua đây cũng chả biết là, không biết là như thế nào đấy, nhưng mà nếu mà không mạo phạm gì đấy, mạo phạm hay là cái như thế nào hay là làm sao thì bỏ qua cho anh em con. Không thấy nóng đâu, không thấy nóng đâu. Nói chung là như thế này thì bây giờ anh em mình cũng không, rất là khó lý giải luôn. Có khói tự nhiên nó bốc lên, mà bây giờ vừa nãy thì mình cũng có nhìn thấy nó rất là hơi mờ mờ thôi, chứ nó không nhiều khói như vừa nãy. Vừa nãy nó bốc lên, ông là nhìn thấy rõ đúng không? Nó là nhìn thấy cả ấy, nó ấy lên mà khói nó ấy lên, nó ấy mạnh ấy hơn. Nhưng mà cái khói mạnh hơn đấy. Khói này khói kiểu khói trắng ấy. Cái làn như làn khói ấy. Khói trắng ấy. Mà vừa nãy mình vào thì nhìn thấy kia thì hay cái này là do trời mưa. Mưa xong ấy. Ừ. Mưa xong. Tôi cũng đang nghĩ về vấn đề đấy. Phải là nó bốc hơi đất lên rồi. Như kiểu mới mưa xong nóng, là bầu là thời tiết nóng. Nó nóng ấy. Có khả năng giống như kiểu là trời lồm ấy, xong là như kiểu nóng nó xong nó bốc hơi lên, nó tạo mây ấy. Liệu có phải thế không nhỉ? Chắc chịu thế rồi đi. Chứ bây giờ nhìn đây có cái gì đâu. Nó vẫn em đừng lại gần. Nó vẫn hơi. Hôm nọ em làm lễ rồi. Ngóng gì? Vẫn hơi đúng không? Nói chung nó không mạnh, nó chỉ hơi lò. Giống như làn sương khói ấy nhỉ, sương khói bay bay ấy. Cái kiểu đấy. Chắc là tôi có khả năng là như thế cả quý vị. Nóng lạnh nó bốc lên nó tạo thành hơi khói ấy. Đúng rồi. Và thời tiết mùa này khi là mưa xuống ấy, nó lại nóng ẩm, nó lồm kiểu khó, rất là khó chịu luôn. Thế nên hôm nay anh em mình đi là nó cũng hơi ấy. Thôi mình cứ nghĩ là như thế đi. Bây giờ mình cũng không biết là giải thích như thế nào nữa cơ. Đây, ấy để em lên kia em ôm về, em đang cấu trên đoạn trên này gọi rất cảm mình. Thì lúc đấy tôi lại tưởng là đang chặt cái này được bị gặp con gì hay nào sao giật lấy lên. Thôi. Nói chung là đấy, chặt lốt cái này đi. Anh em mình về đi. Có gì đâu. Nói chung là anh em mình đi làm này thì ngày trước thì anh em mình cũng gặp vấn đề như thế thôi, nhưng mà khi mà đã giải quyết xong xuôi rồi thì cũng gặp được khá là nhiều may mắn mà. Thôi bây giờ mình cứ ấy thôi, để anh để ý xem là có ấy không.
không thấy gì cả. Rất là kỳ lạ luôn, rất là khó giải thích về cái vấn đề này. Em cắt mà tay run run. Run thì bây giờ là em đầu gặp cái tảng đá này thì nói chung là tạo hóa, khi mà tạo hóa ấy ra thì có rất là nhiều hình thù, con người có thể tưởng tượng được rất là nhiều thứ. Có những cái tảng đá mà nó hình như là một ông tượng Phật La Hán cơ. để hôm nào ấy anh mình sẽ quay cho quý vị khán giả xem cái tảng đá đấy, được một ông cũng khá là nhiều tuổi, ông ấy năm nay như là 75 hay là 80 gì đấy, khoảng như vậy. Thì ông ấy cũng đi rừng đi suối này, thì ông vô tình ông ấy phát hiện ra cái tảng đá, cái viên đá đấy nó rất là nhỏ thôi, nó áng chừng nó khoảng tầm 30 phân. Thì cái hình đấy nguyên hình một hình hài luôn. Tôi đang bảo là cái ông ở chỗ anh em mình đi qua đi ấy, là ông ấy có cái tảng đá mà hình như là một cái ông vị La Hán luôn đấy. Đấy, thế nên là cũng rất là khó giải thích luôn, bởi vì là tạo hóa có thể là đục đẽo rồi là thế lọ thế kia qua bao nhiêu năm bao nhiêu thời gian đấy. Đây ông ơi, ông thu cái cây này vào, xong rồi anh em mình đây, chị đưa em chặt dọc rồi kia đi nào, chặt lốt cái kia đây, có lẽ khả năng là anh em mình sẽ chỗ ấy này, sẽ chặt lốt cái chỗ này bụi này, xong rồi tí đi xuống kia là thu gọn rồi là sẽ ra về thôi. Đi đến đâu có này lại xuôi dòng xuống kia để đi về. Còn cái video này mình sẽ xin phép kết thúc ở đây nhé. Nếu mà quý vị khán giả có thể là giải thích được cái hiện tượng đấy hay như thế nào thì có thể là comment ở dưới cho anh em mình để cùng biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Xin chào tất cả quý vị khán giả nhé. Thường run không chào được. Run không chào được.